là bánh bao hay là bánh mì, hoặc là một số cái bánh có cái quá trình lên men ha. Nhào bột thì khá là nhiều, nhưng mà có một số bánh thì các bạn bổ sung thêm men là sẽ có cái quá trình lên men. Mình sẽ nói đến cái bánh mì kỹ hơn một chút, tại vì chương sau ấy thì các bạn cũng có cái phần công nghệ sản xuất bánh mì. Cô sẽ giới thiệu một chút về cái quá trình nhào bột với lên men, thì mục đích, cách tiến hành, biến đổi của nó là cái gì. Thì nhào bột đầu tiên là khi mà các bạn nhào là để phân bố đều nguyên liệu, bởi vì nguyên liệu trước khi tiến hành nhào thì có rất là nhiều cái thành phần khác nhau. Ví dụ như là các bạn sẽ có thành phần chính là bột, ngoài bột ra để liên kết các cái mạng lưới cấu tử lại thì người ta sẽ sử dụng đó là nước. Rồi có một số cái thành phần ví dụ như là đường để thúc đẩy cái quá trình lên men, tạo màu sau cái quá trình mà ví dụ như các bạn nướng. Muối thì sẽ giúp cho quá trình tạo vị, với lại nó sẽ kìm hãm cái quá trình lên men lại, bởi vì nếu như mà các bạn chỉ cho đường mà không cho muối thì cái quá trình lên men nó sẽ xảy ra rất là mạnh mẽ, và có thể là các bạn sẽ không kiểm soát được nên là bánh nó sẽ bị vỡ, với lại cái cấu trúc của nó sẽ không có như mình mong muốn không? Nên người ta cho muối vào để kìm hãm một phần của quá trình lên men, và thông thường cái muối này thì nó sẽ chỉ kiểm soát ở một cái tỷ lệ nhất định thôi, bởi vì các bạn cho nhiều muối quá thì nó sẽ bị mặn và nó sẽ ức chế hoạt động của men luôn. Nên là ví dụ như muối thì thường các bạn chỉ cho khoảng 1 đến 2%, còn đường thì nó thúc đẩy cho quá trình lên men. Tuy nhiên là nếu các bạn cho cái hàm lượng đường quá cao thì trong quá trình mà nhào nó sẽ bị chảy nhão, bởi vì đường khi mà hút nước nó sẽ tan và nó sẽ làm nhão cái khối bột thì nó sẽ bị chảy. Với lại nếu như mà đường các bạn cho quá nhiều thì quá trình nướng bánh nó rất nhanh bị đen, bởi vì cái phản ứng Gramen hóa nó xảy ra mạnh mẽ, với lại trong đây thì nó sẽ xảy ra cả phản ứng Maillard nữa. Nên là đường người ta cũng sẽ giới hạn ở một mức độ nhất định ha. Ví dụ như là sản xuất bánh mì lạt thì cái hàm lượng đường tương đối là ít thôi, còn sản xuất bánh mì ngọt thì hàm lượng đường nó sẽ cao hơn. Rồi ngoài hai cái thành phần đó thì người ta cũng có thể cho thêm chất béo. Chất béo ở đây thì sử dụng là dầu ăn. Chất béo thì để làm gì? Các bạn sẽ thấy là nếu như các bạn cho chất béo vào thì quá trình nhào nó sẽ dễ dàng hơn. Khi mà nhào thì bột nó tương đối mịn, với lại cái quá trình mà tạo mạng lưới liên kết thì nó cũng sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên là cái phần chất béo thì nó lại không thích hợp cho hoạt động của men, nên là thường là người ta sẽ cho sau ha. Rồi cái đấy là mục đích chính của quá trình nhào bột, chính là phân bố đều các cái nguyên liệu với nhau. Rồi thứ hai là tạo mạng lưới gluten, tại vì các bạn thấy là nếu như mà không nhào, không tiến hành nhào thì nó sẽ không thể tạo thành cái mạng lưới để cấu trúc của bánh được, nên là các bạn sẽ tiến hành nhào, thì ở đây có thể nhào bằng tay hoặc là nhào bằng máy. Nhào thì yêu cầu là sau khi mà nhào thì các cái thành phần bột nó phải phân bố đồng đều, với lại các bạn nhào đến khi nào mà thấy bột nó mịn, không còn, khi mà cái bề mặt của bột đó các bạn nhìn thấy nó láng mịn và nó không còn dính tay nữa thì đấy là cái yêu cầu. Còn cái cách tiến hành nhào thì có những cái cách nào, thì nhóm thuyết trình các bạn cũng có nói được hai cái phương pháp chính cho nhào bột, đó là phương pháp dùng bột đầu và phương pháp không dùng bột đầu. Thì cái phương pháp hai cái phương pháp này sẽ áp dụng cho một số các loại bánh lên men luôn, chứ không phải chỉ riêng bánh mì. Thì tại sao mà người ta lại phải sử dụng nhào bột đầu với không nhào bột đầu? Thì men các bạn sẽ có, nếu như mà đi học sang cái chương mà làm bánh mì ấy, thì sẽ nói chi tiết từng công đoạn một ha. Còn cái này thì mình chỉ nói đến cái công đoạn chính của nó thôi, nên là không có đi sâu quá những cái công đoạn kia. Thì men mà các bạn sử dụng có thể sử dụng nhiều cái loại men khác nhau, ví dụ như là men ép, men khô hoặc là men lỏng. Trong đó thì ví dụ như là men lỏng, men tươi ấy, thì nó đã được kích hoạt rồi, tức là nó đang ở trạng thái là sống và hoạt động. Nên là men tươi thì cái nấm men nó sẽ sinh trưởng và hoạt động và tạo sinh khối ngay. Nhưng mà nếu như mà các bạn sử dụng là men khô hoặc là men ép thì nó đang ở trạng thái ngủ nên là nó chưa hoạt động. Thì các bạn sẽ phải cần một cái quá trình kích hoạt nó lên để cho nó hoạt động mạnh hơn. Và cái quá trình này thì thường là người ta dùng cái phương pháp dùng bột đầu là để cho nó kích hoạt cái hoạt động của men. Bởi vì nếu như mà các bạn làm bằng men lỏng ấy, tức là những cái lò bánh mì thì người ta hay sử dụng là men lỏng, men tươi ấy. Nhưng mà đối với những cái tiệm làm bánh thông thường thì có thể là người ta sẽ sử dụng cái
men khô hoặc là men ép để cho men đấy nó dễ bảo quản, dễ vận chuyển, thời gian bảo quản nó được lâu hơn. Còn men lỏng thì cái trọng lượng nó tương đối là lớn nên là nó khó vận chuyển hơn, với lại dạng men tươi thì các bạn khó bảo quản ha. Nhưng trong cái quy trình sản xuất thì có thể là người ta sẽ sử dụng men, ở đây là men khô, và nó các bạn kích hoạt lên thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp mà như thế nào, các bạn có thể nhìn thấy cái sơ đồ đây. Nhắc cô mời mẹ. À, cái sơ đồ mà cô chiếu, cái sơ đồ đầu tiên phía bên tay trái á, là phương pháp mà có dùng bột đầu, thì người ta sẽ cho vào một phần bột, các bạn không có cho hoàn toàn ha. Tại sao lại không có cho hoàn toàn, là bởi vì các bạn cho một phần thì nấm men ban đầu thì nó chỉ sử dụng một phần cơ chất thôi, nó không có cần hoàn toàn cơ chất. Nếu các bạn cho hoàn toàn vào thì cái khối bột này nó tương đối là khô, vì vậy mà nấm men nó khó hoạt động hơn. Còn nếu như mà các bạn chỉ cho một phần bột thôi thì cái trạng thái của cái dung dịch bột đầu này nó là trạng thái lỏng, và trạng thái lỏng thì độ ẩm nó cao nên là men nó dễ hoạt động hơn ha. Đấy là cái lý do thứ nhất. Thứ hai là khi mà các bạn cho men ở đây thì các bạn sẽ có thể bổ sung thêm một phần đường, nhưng mà không bổ sung thêm muối và dầu ăn. Chất béo với lại giờ và muối là hai chất mà nó kìm hãm cái hoạt động của men nên là người ta sẽ cho sau. Còn đường thì nó kích hoạt cái hoạt động của men. Tuy nhiên là cái này các bạn có thể không cho đường, bởi vì nó có thể sử dụng cái cơ chất là tinh bột luôn. Còn nếu như các bạn cho đường thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà các bạn cho đường chỉ cho một phần đường thôi chứ không cho hoàn toàn ha. Bạn cũng có nói là đường nếu như các bạn cho cái tỷ lệ nó quá lớn thì nó sẽ làm tăng cái áp suất thẩm thấu, ảnh hưởng đến hoạt động của men, nên các bạn chỉ cho một phần vào ban đầu thì nó sẽ lên men nhanh hơn. Nhưng mà nếu như mà các bạn không cho thì cũng không vấn đề gì, thì quá trình nó lên men nó sẽ lâu hơn một chút. Rồi cái lên men bột đầu này, bởi vì cái hàm lượng nước nó rất là cao nên là nó sẽ, với lại các bạn chưa có cho các cái chất kìm hãm nên là nó sẽ lên men nhanh và tạo sinh khối lớn hơn. Rồi sợ cái khối bột nhão mà sau khi các bạn lên men bột đầu thì người ta gọi đấy là bột bạc, là cái phần bột đầu, còn cái phần bột còn lại thì gọi là bột bạc. Thì sau khi mà các bạn nhào bột đầu rồi thì mình sẽ cho cái phần dung dịch nhão đã lên men đấy, các bạn sẽ đổ thêm cái phần bột còn lại với lại các cái nguyên liệu còn lại, ví dụ như là hàm lượng đường, hàm lượng muối, một phần nước còn lại, thì người ta sẽ tiến hành là nhào. Nhào ở đây thì các bạn có thể tiến hành nhào bằng máy hoặc nhào bằng tay, sau đó thì đem vê tròn cái cục bột lại và các bạn đi lên men. Thì đấy là cái phương pháp nhào bột đầu ha. Còn phương pháp mà không nhào bột đầu là phương pháp các bạn sẽ chỉ cho nguyên liệu vào một lần thôi, tức là các bạn sẽ đem nấm men trộn với lại bột, trộn thêm đường, muối, nước, và các bạn đem đảo trộn một lần, sau đó các bạn đem vê tròn và ủ. Thì cái phương pháp này các bạn không kích thích cái hoạt động của men nên là cái quá trình tạo sinh khối của men nó sẽ tiến hành dài hơn, thì thời gian mà các bạn sản xuất bánh nó sẽ phải lâu hơn. Với lại cái men đầu tiên khi các bạn kích hoạt lên rồi thì cái sinh khối nó nở tốt nên là cái bánh á, khi mà các bạn làm nó cũng sẽ nở tốt hơn là cái bánh của nhào bột một lần ha. Rồi ngoài hai cái phương pháp mà nhóm thuyết trình cũng có giới thiệu cho các bạn rồi thì còn cái phương pháp khác nữa, đó gọi là phương pháp rút gọn. Thì phương pháp rút gọn này người ta sẽ cũng cho bột, cho nước, cho men và cho muối giống như là cái quá trình nhào, không nhào bột đầu, tuy nhiên là người ta sẽ tăng cái tỷ lệ men lên. Tăng tỷ lệ men thì giống như là việc mà các bạn đem kích hoạt men, thì bây giờ là người ta đã tăng cái sinh khối men bằng cách tăng hàm lượng lên ha. Thứ hai là các bạn tăng cái cường độ nhào, thì khi mà tăng cái cường độ nhào lên thì cái quá trình hình thành mạng lưới gluten nó sẽ nhanh hơn. Rồi ngoài ra các bạn có bổ sung thêm axit acetic hoặc là axit lactic. Thì axit cho vào đây có tác dụng gì? Một là đầu tiên là khả năng chống oxy hóa của nó, nên là cái quá trình mà sản xuất bánh mì mà các bạn cho thêm một số axit hữu cơ hoặc là cho vitamin C ấy, thì bánh mì của các bạn nó sẽ trắng hơn, nó giống như một chất phụ gia.
Với lại cái thứ hai là khi mà các bạn cho bổ sung axit vào thì cái khối bột của mình nó sẽ hạ pH xuống, và pH đấy là pH tối thích cho hoạt động của nấm men, thì sẽ làm cho cái quá trình lên men nó được rút ngắn lại. Tuy nhiên là cái phương pháp này thì các bạn phải tăng cái lượng men nên là nó tăng cái chi phí ha. Rồi các bạn cũng có cái phương pháp là nhào bột bằng cường độ mạnh nữa, thì các bạn đây cũng sẽ sử dụng cái phương pháp là nhào bột một lần, nhưng mà các bạn đem tăng cái cường độ nhào lên, và khi mà cường độ nhào tăng thì nhiệt độ nhào nó cũng sẽ tăng lên theo ha. Thì cái phương pháp này ít sử dụng hơn, tại vì khi mà các bạn tăng nhiệt độ lên quá nhiều thì nó cũng ảnh hưởng đến hoạt động của men, bởi vì men thì nó hoạt động ở nhiệt độ hơi mát. Thường là nó sẽ hoạt động ở khoảng nhiệt độ tốt nhất của men, nấm men trong hoạt động bánh mì ấy, nó là 20 đến 37 độ C. Nên là nếu các bạn tăng cái nhiệt độ quá cao thì men nó sẽ hoạt động không có tốt nữa. Và đây thì người ta cũng bổ sung thêm acid ascorbic, tức là vitamin C, để giúp cho cái pH của nó giảm, với lại làm cho cái quá trình oxy hóa nó không có xảy ra ha. Thì đấy là một số cái phương pháp mà nhào bột đầu. Đây là cái phương pháp mà người ta cái sơ đồ khối cho cái quá trình mà nhào bằng cường độ mạnh, với lại nhào khi mà các bạn tăng cái hàm lượng men lên á. Cái phần so sánh ưu nhược điểm của các cái phương pháp ấy thì có hai cái phương pháp mà mình hay sử dụng phổ biến nhất, tức là các bạn nhào bột một lần với lại các bạn nhào bột đầu. Thì trong đó cái phương pháp nhào bột đầu ấy nó sẽ có cái ưu điểm, đó là nó sẽ rút ngắn cái thời gian chế biến, tại vì nó tăng cái sinh khối men lên rồi nên men nó sẽ lên men nhanh hơn, nó sẽ rút ngắn được cái thời gian lên men. Rồi thứ hai là cái sản phẩm của các bạn chất lượng nó sẽ tốt hơn, bởi vì cái phần bánh nó sẽ nở to hơn và cái cấu trúc của nó thì tương đối là đẹp. Còn các bạn nhào bằng phương pháp nhào một lần ấy, thì cái thời gian mà các bạn lên men nó sẽ phải dài hơn. Rồi thường là cái cấu trúc của bánh thì nó sẽ không có được bằng cái bánh nhào bột đầu ha. Tuy nhiên là nó sẽ đỡ cho cái chi phí cho việc sử dụng nhiều thiết bị, bởi vì phương pháp kia các bạn sẽ phải nhào bằng nhào một lần, sau đó thì các bạn sẽ phải sử dụng một cái thiết bị khác, nên là nó thường là sử dụng cái thiết bị nhiều hơn, với lại thì cũng phải đòi hỏi cái công nhân, cái chi phí lao động nó sẽ nhiều hơn một chút. Thì tùy từng cơ sở sản xuất thì người ta sẽ chọn cái phương pháp nào phù hợp. Ví dụ như các bạn sử dụng cái phương pháp nhào một lần thì người ta có thể sử dụng men tươi, với lại các bạn tăng cái sinh khối men ngay ban đầu là các bạn sử dụng cái lượng mà men nhiều hơn lên thì nó quá trình nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi có một số cái biến đổi trong cái quá trình nhào bột này, các bạn sẽ thấy đầu tiên là biến đổi hóa lý, đó là từ cái pha rắn cộng với pha lỏng thì nó sẽ tạo thành một cái pha nhão. Và cái quá trình mà các bạn nhào liên tục như thế thì nó sẽ tạo lên một cái mạng lưới gluten. Và khi mà các bạn tạo lên cái mạng lưới gluten đấy thì nó sẽ giữ được cái CO2 do quá trình hoạt động của nấm men sinh ra, làm cho cái khối bột nó nở lên. Nên là cái mạng lưới gluten này nó càng hình thành nó càng tốt ấy, thì cái quá trình giữ khí của nó sẽ càng tốt, bánh nó sẽ nở cao hơn. Rồi các bạn có một số cái biến đổi sinh học nữa, đó là nó sẽ sinh ra cái lượng khí carbonic và sinh ra rượu với lại một số cái sản phẩm phụ. Nên là các bạn thấy là khi mà lên men với cái nấm men ấy, thì bao giờ nó cũng có một cái mùi thơm rất là đặc trưng. Bạn ngửi cái mùi khi mà lên men bánh mì ấy, nó rất là thơm ha. Thì đây là do cái quá trình biến đổi mà nấm men nó hoạt động, nó tạo lên. Các bạn sẽ có cái một số cái thiết bị, ví dụ như là thiết bị nhào bột kiểu đứng và thiết bị nhào bột ngang. Thì thiết bị nhào bột ngang thì thường là cái năng suất nó sẽ cao hơn là cái thiết bị nhào bột đứng. Ở trên phòng thí nghiệm thì cũng có cái máy nhào bột, các bạn cũng có thể thấy thì nó là cái máy nhào bột đứng ha. Đây này, ở trên phòng thí nghiệm thì sử dụng cái máy nhào bột này. Rồi một số cái yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhào bột các bạn sẽ thấy rất là rõ, đó là độ ẩm của khối bột nhào. Nếu như mà các bạn cho cái độ ẩm của nó thấp, tức là cái khối bột nhào nó khô thì các bạn nhào nó sẽ rất là khó. Với lại thứ hai là khi mà độ ẩm thấp thì hoạt động của nấm men nó sẽ bị chậm lại. Nên là
cái quá trình tăng sinh khối nó sẽ chậm hơn và thường là bánh nó không có nở nhiều. Còn nếu như các bạn để nó độ ẩm cao thì hoạt động của nấm men nó sẽ hoạt động mạnh và bánh nó sẽ nở to. Tuy nhiên là cái khối bột nó càng nhão thì đến lúc các bạn nhào nó càng khó, với lại định hình để các bạn tạo hình ra bánh thì nó sẽ khó khăn hơn, nên là người ta sẽ phải yêu cầu về cái độ ẩm của khối bột nhào. Thứ hai là cái cường độ nhào, các bạn nhào mà càng mạnh thì cái quá trình hình thành mạng lưới gluten sẽ càng tốt, nên là nó sẽ giữ được khí tốt hơn để cho cái bánh nó nở tốt hơn trong cái quá trình mà lên men sau. Cái yếu tố thứ ba là thành phần nguyên liệu. Các bạn sẽ thấy là thành phần nguyên liệu thì những cái nguyên liệu mà nó có nó là cơ chất cho quá trình hoạt động của nấm men thì có tồn tại nó sẽ làm thúc đẩy cái quá trình lên men tốt hơn. Còn nếu như mà cái thành phần mà nguyên liệu ví dụ như là muối hay là dầu ăn các bạn cho vào thì dầu ăn thì sẽ dễ dàng cho quá trình nhào, nhưng mà nó lại hạn chế cái quá trình lên men, nên là dầu ăn người ta cũng sẽ kiểm soát ở một mức độ nhất định. Ở đây thì có một số cái loại bánh thì người ta không có sử dụng dầu ăn mà người ta sử dụng là bơ. Tại vì bơ thì nó có cái hương thơm đặc trưng nữa. Với lại khi mà các bạn sử dụng bơ thì khi nướng bánh nó tạo ra cái phản ứng nó tạo màu á, nên là cái bánh nó sẽ bóng và màu nó sẽ đẹp. Tuy nhiên là mình cũng không có cho cái hàm lượng bơ quá nhiều ha. Các bạn mà cho bơ quá nhiều thì các bạn cũng sẽ thấy là bánh nướng nó nhanh cháy hơn là bánh mà các bạn cho cái hàm lượng bơ vừa phải. Đấy là một số cái yếu tố ảnh hưởng với lại cái phần tiến hành và mục đích cho cái quá trình nhào. Thì mình có cái quá trình lên men, thì lên men tùy từng sản phẩm thì các bạn sẽ có lên men một lần hay lên men hai lần. Đối với bánh mì thì sẽ có lên men hai lần, ít nhất là hai lần ha. Người ta gọi đấy là lên men sơ bộ và lên men cuối. Thì lên men sơ bộ mục đích ở đây sẽ là để tăng cái thể tích của bánh lên. Các bạn sẽ thấy là khi mà lên men thì cái quá trình hoạt động của nấm men sẽ làm cho bánh nó nở ha. Bánh nó nở, nó giữ cái phần khí CO2 ở đó thì bánh, cái cấu trúc bánh của nó sẽ xốp, mềm và bánh nó sẽ nở to hơn. Và khi mà các bạn quá trình lên men này thì nó cũng sẽ có cái sự, ví dụ như là biến đổi là sự thủy phân protein ha. Protein nó sẽ được thủy phân một phần rồi sẽ biến đổi ở trong cái quá trình thủy phân tinh bột để tạo ra đường. Thì cái quá trình hoạt động của nấm men nó sẽ thủy phân tinh bột tạo ra đường, và đường này thì nó sẽ làm cho tạo màu cho quá trình nướng bánh. Rồi khi lên men thì nó cũng sẽ sinh ra các cái sản phẩm như là rượu với lại axit, thì đó là một số cái chất bay hơi, nên là cái quá trình lên men thì bánh mì nó cũng sẽ rất là thơm. Thì các bạn có thể tiến hành lên men thông thường là ở cái điều kiện nhiệt độ tối thích cho hoạt động của nấm men là thường khoảng 20 đến 37 độ C ha. Và cái độ ẩm thì tương đối là cao, vì nếu như mà các bạn để độ ẩm thấp thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng khô bề mặt đó. Thì nó sẽ làm cứng cái mạng lưới gluten và làm bánh nó không có nở được, nên các bạn sẽ phải để cho độ ẩm nó tương đối cao. Với lại độ ẩm cao cũng thích hợp cho hoạt động của nấm men hơn. Thì thường là khi lên men này thì người ta sẽ để ở trong cái thiết bị ủ có phun ẩm để làm cho bánh nó nở tốt hơn. Và bạn có nói ở đây cái câu là hoạt động của nấm men ở đây là lên men kỵ khí, thì không hoàn toàn đâu các bạn. Nấm men này là nó hoạt động là kỵ khí nhưng không bắt buộc, tức là nó có thể hoạt động hiếu khí hoặc là kỵ khí. Và nếu như mà quá trình lên men thì các bạn có thể bịt kín hoặc là không thì vẫn được, nên ở đây là kỵ khí không bắt buộc. Rồi sau khi tiến hành lên men sơ bộ thì người ta có một cái công đoạn nữa, đó là cái công đoạn mà người ta đem nhào nặn nó để thoát khí CO2 bớt ra, sau đó người ta mới lên men cuối một lần nữa. Thì cái phần người ta làm để thoát cái hơi khí ra với lại tạo hình ấy, thì sẽ làm cho cái quá trình tạo hình thì xíu nữa có nhóm các bạn ấy thuyết trình ấy, nhưng mà thường là người ta sẽ tạo hình xong người ta lại lên men thêm một lần nữa. Thì cái mục đích của quá trình lên men sau ấy, thì nó cũng là để cho cái, nó cũng giống cái mục đích của lên men sơ bộ, nhưng mà khi mà các bạn đem tạo hình rồi các bạn mới lên men thêm một lần nữa thì bánh nó sẽ được định hình luôn ở cái công đoạn lên men cuối. Còn cái công đoạn lên men sơ bộ này thì nó sẽ giúp tạo các cái thành phần thủy phân ha, để các cái thành phần đấy sẽ đem lại dưỡng chất cho với lại mùi hương vị thơm ngon đặc trưng cho bánh mì.
với lại nó sẽ tạo cái phần tăng cái hoạt động sinh khối của nấm men nữa, chứ còn quá trình lên men cuối mới là cái quá trình định hình cuối cùng cho sản phẩm. Thì đấy là cái phần quá trình nhào bột với lên men ha. Bây giờ các bạn sẽ nghe tiếp cái nhóm tiếp theo trình bày, hình như là quá trình cán cắt đường ép ha. À, xin chào cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 10. Và đề tài hôm nay nhóm 10 nói đến là tìm hiểu quá trình tạo hình cắt, dán, đùn ép. Em tên là Trịnh Như Phương, đại diện mở đầu bài thuyết trình ngày hôm nay. Quá trình tạo hình sản phẩm, thực phẩm là một quá trình quan trọng trong công nghệ chế biến. Tạo hình thực phẩm là cần thiết, là một quá trình không thể bỏ qua. Một sản phẩm tiêu biểu áp dụng quá trình tạo hình là mì ăn liền, nui, pasta. Vậy chúng ta cùng đi và tìm hiểu kỹ hơn về quá trình tạo hình cán, cắt, đùn ép qua bài thuyết trình của nhóm mình nhé. À, có 4 nội dung thuyết trình cần nói đến trong bài thuyết trình ngày hôm nay. Đầu tiên là tổng quan về quá trình tạo hình. 2 là quá trình cắt dán. 3 là quá trình đùn. 4 là quá trình ép. Đầu tiên là tổng quan về quá trình tạo hình. Tạo hình là một quá trình sử dụng các tác động cơ lý để tạo ra. Bạn ơi. Đợi mình cái mình xe không được không vậy? Đợi những cái. Sao em chiếu lên không được à? Dạ tụi em xin lỗi cô nhé. Sao nó không nhảy màn hình cô? Chuyển slide cô. Em bấm vào cái nút trình chiếu là cái nút nó giống như... Đó. Nói đi bạn. Khóa tiếp có rất đi tuyến. Đầu tiên là tổng quan về quá trình tạo hình. Tạo hình là một quá trình sử dụng các tác động cơ lý để tạo cho sản phẩm có hình dạng và khối lượng nhất định. Quá trình tạo cho sản phẩm có thể được thực hiện trong các công đoạn đầu của quá trình chế biến, như là tạo hình mì ăn liền, các loại bánh cracker, hoặc sau khi đã thực hiện xong các quá trình chế biến và chuẩn bị quy trình bao gói. Một số yếu tố quan trọng là yêu cầu của người sử dụng, yêu cầu về công nghệ, yêu cầu về thiết bị, yêu cầu trong quá trình bảo quản, vận chuyển và phân phối. Quá trình tạo hình có 2 mục đích công nghệ chính và chuẩn bị hoàn thiện. Đầu tiên là chuẩn bị, tạo sản phẩm có kích thước và hình dạng phù hợp, đảm bảo cho quá trình chế biến được diễn ra một cách thuận lợi. Hoàn thiện là tăng giá trị hàng hóa của sản phẩm, giá trị cảm quan và chất lượng sử dụng của sản phẩm. Tiếp theo là bạn Tuyến thuyết trình ạ. Dạ, em chào cô và các bạn. Em xin được thuyết trình về một số quy trình công nghệ của các giai đoạn cán cắt, đùn và ép. Phần đầu tiên là quá trình cán cắt. Quá trình cán cắt được sử dụng nhiều trong công nghệ sản xuất mì tôm. Đây, hình ảnh bên tay phải là quy trình sản xuất mì tôm. Đây là video về quy trình thiết bị trong sản xuất cán cắt. Mục đích của quá trình cán cắt là tạo hình cho sản phẩm, tăng độ dai, tơi xốp cho sợi mì. Mục đích thứ ba là đồng nhất của khối bột nhão. Mục đích thứ tư là giảm được lượng khí trong khối bột.
Tiếp theo là tới biến đổi của quá trình cán cắt. Biến đổi thứ nhất về quá trình cán là biến đổi vật lý và biến đổi hóa học. Biến đổi thứ nhất về vật lý là tăng độ xốp của khối bột do loại bỏ được một phần không khí và giảm lượng nước tự do, tỷ trọng của lá bột tăng. Biến đổi hóa học dưới tác dụng của áp lực cao, khí bị nén lại quá mức sẽ có khuynh hướng bị phá vỡ một số liên kết giữa các phân tử trong tấm bột. Còn biến đổi quá trình cán là thay đổi về hình dạng của sợi mì từ tấm lớn chuyển sang dạng sợi và gia tăng nhiệt độ do ma sát. Cái yếu tố ảnh hưởng là ảnh hưởng do nguyên liệu, là nguyên liệu có hàm lượng protein cao, chất lượng gluten càng mạnh thì lá mì càng ít bị rách và đứt. Ảnh hưởng do độ ẩm, nhiệt độ của nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến khả năng giữ nước. Đây là phần tiếp theo là thiết bị cán cắt. Đây là thiết bị về cấu tạo máy cán bột. Nguyên liệu sẽ được đưa vào máy hút bột, sau đó và được cán sơ bộ. Và sau khi cán xong và đi qua bộ quạt thổi nguội và đi quạt thổi nguội để làm nguội sản phẩm, và sau đó đi tới phần cắt. Thiết bị thứ hai là thiết bị máy tạo tấm. Trong một dây chuyền thiết bị, quá trình cán cắt bắt đầu từ máy tạo tấm, hệ thống cán mỏng, máy cắt. Tiếp theo là quá trình đùn. Đây là video của quá trình đùn. Khái niệm của quá trình đùn là quá trình đùn, hay còn gọi là ép đùn, là quá trình dùng áp lực đẩy khối nguyên liệu qua lỗ nhỏ nhằm mục đích định hình cho sản phẩm hay bán thành phẩm. Quá trình ép đùn được chia thành hai nhóm chính: ép đùn tạo thông thường và ép đùn áp lực cao. Tiếp theo là mục đích và phạm vi quá trình ép đùn. Mục đích chính là hoàn thiện và tạo hình cho sản phẩm. Quá trình ép đùn có thể vận chuyển, phối trộn hay nhào trộn nhiều nguyên liệu với nhau. Quá trình ép đùn được sử dụng trong các công nghệ chế biến lương thực, một số loại đậu sản xuất bánh kẹo, chế biến thịt và thủy sản. Các yếu tố ảnh hưởng về ép đùn áp lực cao và ép đùn tạo hình thông thường. Rồi ép đùn áp lực cao là giai đoạn phối trộn, giai đoạn nhào bột, giai đoạn nấu và kết thúc giai đoạn nấu nguyên liệu có dạng khối dẻo hay lỏng và chịu áp lực rất cao. Về ép đùn tạo hình thông thường là ép giống ép đùn áp lực cao nhưng không diễn ra biến đổi tan chất béo và giãn nở cấu trúc thực phẩm. Về các ít ảnh hưởng là ảnh hưởng của cấu hình thiết bị, ảnh hưởng do lưu lượng nhập liệu và thời gian lưu nguyên liệu trong thiết bị, ảnh hưởng của tính chất nguyên liệu. Tiếp theo là tới bạn tiếp theo thuyết trình. Em sẽ nói tiếp phần thiết bị của quá trình đùn. Đây là thiết bị ép đùn, thì gồm ba bộ phận chính là buồng ép, trục vít, đĩa khuôn, lỗ khuôn. Nguyên liệu hoạt động chính của máy là nguyên liệu sẽ vào trong thiết bị, lắp đầy khoảng không trống giữa vỏ máy và trục vít. Khi trục vít quay,
sẽ truyền năng lượng từ lớp nguyên liệu tiếp xúc với trục quýt và đẩy chúng chuyển động dọc theo chiều quay của trục. Chuyển động này sẽ tạo ra lực ma sát giữa nguyên liệu và giữ nguyên liệu vỏ máy. Lực tác động đủ lớn thì sẽ làm biến dạng hoặc phá vỡ cấu trúc ban đầu của nguyên liệu chuyển thành dạng dẻo. Đây là một số cấu tạo bề mặt của buồng ép và một số mô đun của buồng ép dùng trục đơn và buồng ép trục đôi. Đây là quá trình dòng chuyển động của nguyên liệu. Thì nguyên liệu sẽ từ vít chuyển động số 1 tới giao cắt số 10, các bạn có thể thấy rõ như trên hình. Hình đầu tiên là cấu tạo của đĩa nhào với trục vít. Thì trục vít dạng xoắn sẽ được đúc với dạng khối nguyên hay gồm nhiều mô đun ghép lại với nhau trên trục quay của thiết bị. Hình tiếp theo là hình dạng của một số lỗ khuôn cho sản phẩm ép đồn. Thì lỗ khuôn này có chức năng sẽ tạo hình, kích thước và cấu trúc theo yêu cầu của sản phẩm, và tỷ lệ kích thước hình dạng khuôn lỗ cũng ảnh hưởng đến thời gian lưu của nguyên liệu ép đồn trong buồng ép và tốc độ đi ra khỏi lỗ nguyên liệu. Cuối cùng là hình bộ phận cắt định hình. Phần thứ tư chính là quá trình ép. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào khái niệm của quá trình ép. Quá trình ép là quá trình tác động lực cơ học lên vật liệu và sẽ làm biến dạng vật liệu nhằm mục đích làm phân chia pha lỏng pha rắn trong vật liệu, định hình và biến dạng vật liệu. Mục đích của quá trình này sẽ làm nhỏ nguyên liệu tới mức yêu cầu hoặc là chuẩn bị cho một quá trình ép để lấy dịch như là trong sản xuất tinh bột khoai mì, hoặc là giúp chúng ta hoàn thiện sản phẩm trong đoạn tạo hình của sản phẩm ép tạo ra sợi mì. Về các biến đổi là đối với biến đổi vật lý thì có đối với vật lý thì là sự tăng nhiệt độ do ma sát làm thay đổi kích thước và hình dạng của rau quả. Về biến đổi hóa học thì thành phần hóa học sẽ thay đổi trong quá trình tách phần lỏng và phần rắn khi mà chúng ta ép. Đối với hóa học và sinh học thì chúng biến đổi không đáng kể. Các yếu tố ảnh hưởng đối với tính chất của vật liệu thì quá trình ép sẽ chịu ảnh hưởng lớn của tính chất của vật liệu và sự liên kết ẩm rắn của tế bào. Ngoài ra thì nó còn ảnh hưởng bởi độ xốp nguyên liệu. Nguyên liệu có độ xốp càng cao thì quá trình ép sẽ càng dễ thực hiện. Độ nhớt của dung dịch ép càng lớn thì trở lực càng cao, dịch ép khó phát tán trong khối nguyên liệu thoát ra ngoài. Đối với áp lực ép do máy tạo nên thì khi khối nguyên liệu bị ép sẽ tạo áp suất chất lỏng như tế bào tăng lên làm rách màng tế bào và chất lỏng sẽ lộ ra. Yếu tố ảnh hưởng hay là vận tốc ép. Khi vận tốc ép càng tăng thì năng suất ép tăng, và vận tốc ép giảm thì năng suất ép thì thời gian ép sẽ kéo dài. Đây là một số thiết bị của quá trình ép. Thì đầu tiên sẽ là máy ép trục vít. Thì đối với máy ép trục vít thì nó là một loại máy ép làm việc liên tục và có thể sử dụng trong nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Nguyên liệu ép khi di chuyển theo trục sẽ tạo áp suất tăng dần và chịu, và sự ép xảy ra khi khe hở với xi lanh và bước vít giảm dần. Ở đây thì có hai loại máy ép. Tiếp theo chúng ta thiết bị máy ép thủy lực. Thì máy ép thủy lực hoạt động theo nguyên tắc của định luật Pascal, tức là áp suất của dầu trong xi lanh sẽ tác dụng lên tất cả những bề mặt tiếp xúc để theo phương vuông góc với song song chuyển theo phương vuông góc với nó song song chuyển động chuyển hóa năng lượng thành lực nén. Để hiểu rõ hơn thì các bạn coi clip về máy ép thủy lực nha. Đây là một máy ép thủy lực dạng mini, lực ép khoảng 20 tấn dùng để ép dầu lạc. Các bạn có thể thấy
Quay đi bạn. Tiếp tục chính là máy ép trộn. Thì máy ép trộn người ta thường sử dụng để ép nước mía. Và cấu tạo của máy thì có là các trục ép, bộ phận đảo trục và bộ phận ngáy trục đỉnh. Và có một tấm dẫn mía. Thì để hiểu rõ hơn các bạn xem clip nha. Đây, thì trục ép nó sẽ gồm hai cổ trục tròn nhẵn và hai đầu có vành trắng để nước mía không bắn ra khỏi cổ trục. Cái bộ phận ngáy trục đỉnh đó, nó sẽ trong quá trình ép nó sẽ tạo áp lực. Trục đỉnh đóng vai trò quyết định, nó sẽ phá vỡ tế bào của mía và giải phóng nước mía vào tế bào. Tấm dẫn mía sẽ dẫn cái bã mía ra ngoài. Và nhà bài thuyết trình của nhóm em đến đây là hết. Các bạn nào có thắc mắc hay có câu hỏi gì cho nhóm không ạ? Xin cảm ơn. Cái phần trình bày của nhóm em ấy, cái đoạn ép trục thì không có vấn đề gì, nhưng mà sau em có sử dụng thêm một số cái máy ép khác, ví dụ ép thủy lực với này. Cái hai cái phần đầu tiên là ép trục vít ấy. Nhưng mà sau là em nói đến cái máy ép thủy lực dùng để ép dầu, với lại cái ép trục mà em nói là thường sử dụng ép nước mía, hai cái đấy nó có liên quan đến lương thực đâu, em đang học phần lương thực mà. Tại em làm quá trình ép đó, nên là em đưa vô hơi. Em chỉ chọn cái máy nào mà hay thường sử dụng trong cái ép của lương thực thôi, còn đâu cái hai cái phần nếu như mà những cái máy nào mà nó không liên quan đến phần ép lương thực thì thôi nhé. Dạ vâng ạ. Từ các nhóm các bạn đặt câu hỏi cho nhóm mình đi. Dạ, nội dung thì sẽ gồm có 5 phần. Tổng quan về quá trình xử lý nhiệt. Phần tiếp theo là quá trình hấp. Tiếp theo là quá trình nướng và quá trình sấy, quá trình chiên. Thì tiếp theo em xin trình bày phần tổng quan về quá trình xử lý nhiệt. Thì khái niệm là quá trình xử lý nhiệt là xử lý nhiệt là quá trình quan trọng trong việc chế biến và bảo quản lương thực, góp phần kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm, tiêu diệt vi sinh vật, ức chế enzym, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Một phần yếu tố quan trọng khác của quá trình xử lý nhiệt là thay đổi cấu trúc và mùi vị của thực phẩm. Từ đó thì ra những dòng sản phẩm mới lạ và đặc trưng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn. Và tiếp theo là mục đích của quá trình xử lý nhiệt thì là làm chín thực phẩm, tiêu diệt vi sinh vật, tạo nên hương vị, cấu trúc tạo nên hương vị. Dạ, tiếp theo là em sẽ trình bày quá trình hấp. Thì hấp là một phương pháp nấu ăn bằng hơi nước. Hấp được coi là một kỹ thuật nấu ăn lành mạnh, có thể được sử dụng cho nhiều loại thực phẩm.
thì hấp được thực hiện bằng gỗ hoặc nồi hấp và một lớp phủ ở phía trên để hương vị không bị thoát hơi ra ngoài, đồng thời có thể giữ lại tới 9% tới 15% là vitamin và chất khoáng. Thì đối tượng lương thực thường được sử dụng trong quá trình hấp là cái đối tượng thường được sử dụng là có rất nhiều phổ biến, nhất là loại đậu, hạt, rau củ v.v. Và phổ biến nhất đó là cái lương thực chính của thế giới là lúa, lúa mì, lúa gạo, vân vân. Mục đích của công nghệ của quá trình hấp là đình chỉ quá trình sinh hóa xảy ra trong nguyên liệu, giữ màu sắc của nguyên liệu không hoặc ít bị biến đổi. Hấp cũng có thể làm cho hệ thống enzyme đó bị phá hủy nguyên liệu không bị hâm đen, làm thay đổi trọng lượng thể tích của nguyên liệu để quá trình chế biến tiếp theo được thuận lợi hơn. Sự thay đổi trọng lượng và thể tích của nguyên liệu sau khi gia nhiệt làm cho sản phẩm ổn định, đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ cái và nước và thành phần cấu tử trong hợp. Mục đích tiếp theo là giảm tỷ lệ tổn thất của nguyên liệu và nâng cao hiệu suất chế biến, đuổi khí có trong gian bào ra của nguyên liệu, làm cho ra quả có màu sáng hơn do phá hủy một số chất màu, làm giảm lượng vi sinh vật bám trên bề mặt của nguyên liệu. Tiếp theo là các biến đổi xảy ra trong công đoạn. Thì trong quá trình về dinh dưỡng, thì trong quá trình hấp, chất lượng của sản phẩm sẽ không giảm nhiều. Sự mất mát chất dinh dưỡng là do hòa tan, thường do hòa tan hơn là bị biến đổi. Cái bản 2.4 là sự biến đổi hàm lượng axit ascorbic của vitamin C theo điều kiện tròn hấp khác nhau, thì điều kiện xử lý nhiệt cho thấy diện tích tiếp xúc giữa nguyên liệu và diện tích tiếp xúc càng lớn thì tổn thất chất tan càng nhiều. Thường thì các loại rau củ thì ít bị tổn thất nhiều hơn. Dạ, về màu sắc thì màu chlorophyll thì biến đổi khi xử lý trong môi trường axit hoặc có oxy, còn màu carotene thì tương đối bền nhiệt, vì vậy ít biến đổi trong quá trình hấp. Về mùi vị thì các chất mùi thường hiện diện trong nguyên liệu và các chất este dễ bay hơi, vì vậy mùi vị giảm một ít sau khi hấp. Về cấu trúc thì một trong những mục đích của quá trình hấp là làm mềm cấu trúc của rau quả vân vân, để tạo điều kiện dễ dàng khi cho vào bao bì hoặc tách vỏ hạt ra khỏi thịt quả. Tiếp theo là em xin trình bày phần thiết bị được sử dụng trong quá trình hấp. Thì các bạn có thể thấy đây là thiết bị băng tải dùng để hấp tôm, còn bên đây là tủ hấp với quy mô công nghiệp. Thì tủ hấp công nghiệp này thường để hấp số lượng lớn. Và tiếp theo em xin mời bạn Quốc Huy trình bày phần quá trình nướng. Tiếp theo em xin trình bày về quá trình nướng. Nướng là quá trình xử lý thực phẩm bằng nhiệt. Ở nước ta được ngữ nướng được sử dụng trong các nguyên liệu như là bánh. Trong quá trình nướng có thể xảy ra đồng thời sự truyền nhiệt và sự truyền khối. Mục đích công nghệ của quá trình nướng có hai mục đích, đó là chế biến và bảo quản. Chế biến, quá trình nướng có mục đích làm chín nguyên liệu, ví dụ như là nướng bánh mì, bánh biscuit,
Sau khi nướng, các chỉ tiêu về hóa lý, cảm quan của nguyên liệu sẽ thay đổi, từ đó cải thiện khả năng tiêu hóa và hấp thu của cơ thể đối với những hợp chất có trong sản phẩm nướng. Đối với quá trình bảo quản, mục đích bảo quản, quá trình nướng xảy ra ở nhiệt độ cao nên ức chế được hệ vi sinh vật và enzyme có trong nguyên liệu, cải thiện được chỉ tiêu vi sinh của sản phẩm nướng. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nướng, hai thông số công nghệ quan trọng trong quá trình nướng đó là nhiệt độ và thời gian. Ngoài nhiệt độ thời gian còn có một số yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến quá trình nướng, ví dụ như là bản chất của nguyên liệu, như thành cấu trúc, thành phần hóa học, hình dạng, kích thước sẽ ảnh hưởng đến độ giữ nhiệt và bề mặt truyền nhiệt trong quá trình nướng. Độ ẩm, ẩm của không khí trong thiết bị nướng, độ ẩm trong của không khí sẽ ảnh hưởng đến sự thoát ẩm ra khỏi nguyên liệu trong quá trình nướng, do đó ảnh hưởng của chất lượng sản phẩm. Và cuối cùng, các thiết bị và phương pháp nướng cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nướng. Tiếp theo là các biến đổi của nguyên liệu trong quá trình nướng. Đối với quá trình vật lý, trong quá trình nướng sẽ xuất hiện radien nhiệt trong nguyên liệu. Trong trường hợp sản phẩm sau khi nướng sẽ có một lớp vỏ bao bọc xung quanh, nhiều tính chất vật lý của nguyên liệu có thể bị thay đổi như hình dạng, thể tích, cấu trúc, tỷ trọng, độ giòn, độ dai. Nếu các chỉ tiêu trên biến đổi trong một giới hạn nhất định thì sẽ ảnh hưởng có lợi đến chất lượng của sản phẩm. Ví dụ như là trong quá trình nướng bánh mì, thể tích bánh mì sẽ gia tăng, xuất hiện lớp vỏ màu vàng sậm bao quanh mẫu bánh. Lớp vỏ này sẽ làm cho bánh có độ giòn, cải thiện giá trị cảm quan của sản phẩm. Tuy nhiên, nếu lớp vỏ bị cháy và cũng trở nên cứng thì sản phẩm nướng không thể sử dụng được nữa. Đối với về các biến đổi hóa lý, nhiệt độ trong quá trình nướng thường cao hơn những quá trình xử lý nhiệt khác. Trong quá trình nướng, protein sẽ bị biến tính bất thuận nghịch, tinh bột sẽ bị hồ hóa một phần. Những biến đổi này không làm ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Mà biến đổi quan trọng nhất trong của biến đổi hóa lý đó là sự bay hơi một số phân tử nước. Ngoài ra, trong quá trình nướng, chất béo của nguyên liệu bị hóa lỏng, có thể thoát ra bên ngoài. Những biến đổi này có thể xuất hiện một số mao dẫn bên trong sản phẩm. Do đó, cấu trúc của sản phẩm sau khi nướng sẽ thay đổi với nguyên liệu ban đầu. Sự bay hơi nước sẽ làm giảm hoạt độ nước trong sản phẩm nước. Đối với biến đổi hóa học, có rất nhiều phản hóa học xảy ra bên trong quá trình nướng tùy theo phản ứng thành phần hóa học của nguyên liệu đem nướng. Dưới đây là một số phản ứng hóa học, ví dụ như là phản ứng Maillard giữa nhóm đường khử của và nhóm amino của các amin peptide. Sản phẩm tạo thành là các melanoid góp phần tạo nên màu sắc và mùi vị đặc trưng cho nhóm sản phẩm nướng. Tiếp theo là phản ứng caramel hóa, đường hình thành nên những chất sậm màu làm tăng độ màu sản phẩm. Tùy theo nhiệt độ và thời gian nướng mà thành phần sản phẩm của phản ứng caramel hóa sẽ thay đổi. Tiếp theo là phản ứng thủy phân tinh bột tạo dextrin, phản ứng oxy hóa chất béo, phản ứng phân hủy protein, phản ứng phân hủy một số chất mẫn cảm với nhiệt như là protein có trong nguyên liệu. Và cuối cùng đó là những biến đổi của biến đổi sinh học của nguyên liệu. Trong quá trình nướng sẽ chấm dứt sự trao đổi chất của các tế bào vi sinh vật và mô động thực vật của nguyên liệu. Mật độ vi sinh vật trong sản phẩm sau quá trình nướng sẽ giảm đi đáng kể. Các enzyme có trong sản phẩm nướng cũng sẽ bị vô hoạt, bất ngực. Và tiếp theo đây là em xin giới thiệu về phần thiết bị. Các thiết bị nướng trong công nghiệp thực phẩm rất đa dạng. Dựa vào phương pháp cấp nhiệt, người ta có thể chia chúng thành hai nhóm: cấp nhiệt gián tiếp và cấp nhiệt trực tiếp. Cấp nhiệt gián tiếp là nguyên liệu sẽ được cấp nhiệt theo cơ chế bức xạ. Trong phương pháp này, người ta thường dùng ga hoặc dầu hơi nước
hoặc điện trở để gia nhiệt thành thiết bị nướng hoặc gia nhiệt. Radiator được bố trí ở phía trên hoặc phía dưới khay hoặc băng tải chứa nguyên liệu cần nướng. Phương pháp cấp nhiệt trực tiếp. Trong các thiết bị cổ điển, người ta đốt ga tại vị trí ở phía trên và phía dưới khay chứa nguyên liệu. Trong trường hợp này, nguyên liệu được cấp nhiệt theo cơ chế bức xạ và đối lưu tự nhiên. Ngoài khí thiên nhiên, người ta nhà sản xuất có thể sử dụng các loại nhiên liệu khác như là propan, butan, dầu FO. Dựa vào nguyên lý hoạt động của các thiết bị nướng, người ta thường chia chúng thành hai nhóm: hoạt động gián đoạn và hoạt động liên tục. Thiết bị nướng gián đoạn, thiết bị có dạng hình hộp chữ nhật, bên trong có nhiều cây được xếp song song theo phương nằm ngang để chứa các nguyên liệu cần nướng. Người ta có thể sử dụng phương pháp cấp nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp. Bên trong thiết bị đặt các cảm biến để theo dõi nhiệt độ và độ ẩm của không khí. Cấu tạo đơn giản và thích hợp cho các cơ sở sản xuất có năng suất nhỏ. Nhược điểm đó là khâu nạp nguyên liệu và tháo sản phẩm đã thường tốn nhiều thời gian và công sức, ảnh hưởng đến độ đồng nhất của thực phẩm nướng. Dưới đây là thiết bị nướng liên tục. Đầu tiên đó là lò nướng sử dụng khay lắp trên băng tải. Số 1 ở trong hình này là cửa chính. Số 1 là cửa chính, số 2 là khay lưới. Số 3 là khu vực cấp nhiệt và số 4 là băng tải, số 5 là nguồn nhiệt và số 6 là quạt. Số 7 là ống khói. Tiếp theo em sẽ giới thiệu về lò nướng dạng đường hầm. Lò nướng dạng đường hầm là thiết bị dạng hình hộp chữ nhật, có chiều dài có thể lên đến 120m, chiều rộng là 1,5m. Bên trong thiết bị có một băng tải lưới để đặt nguyên liệu lên phía trên. Nguyên liệu sẽ nạp vào thiết bị tại một đầu bên của hình hộp chữ nhật, còn sản phẩm sẽ được tháo ra ở đầu phía bên kia. Không gian bên trong thiết bị có thể được chia thành nhiều vùng với giá trị nhiệt độ và độ ẩm không khí khác nhau. Những giá trị này có thể được hiệu chỉnh tự động thông qua quá trình làm việc. Ngoài ra, người ta có thể bố trí thêm vùng làm nguội sản phẩm trước khi chúng thoát ra khỏi thiết bị. Trong hình này là A là quạt tỏi không khí vào lò, B là quạt hút, C đó là bộ phận trao đổi nhiệt và D là bùng đốt. Và E là bộ phận trao đổi nhiệt của buồng nướng. F là quạt hồi lưu không khí trong buồng nướng. G là van chắc kiểm tra lưu lượng khí đốt. H là van chắc kiểm tra lưu lượng không khí. 1 là khí lạnh vào lò. 2 là khí nóng. 3 là phần không khí được trộn thêm với khí nóng trong lò để hiệu chỉnh nhiệt độ. 4 là khí thoát từ buồng nướng. 5 là khí thải từ buồng đốt. 6 là khí thải đã được thu hồi nhiệt. 7 là khí tuần hoàn trong buồng nướng. Tiếp theo là quá trình sấy. Thưa cô, thì quá trình sấy là quá trình sử dụng nhiệt để tách nước ra khỏi mỏ nguyên liệu. Trong quá trình sấy, nước được tách ra khỏi nguyên liệu theo nguyên tắc bốc hơi hoặc than hoa. Thì có 5 loại sấy là gồm có sấy đối lưu, là trong phương pháp này người ta sử dụng không khí nóng để làm tác nhân sấy. Mẫu nguyên liệu tiếp xúc trực tiếp với không khí nóng trong buồng sấy, một phần ẩm trong nguyên liệu sẽ được cắt theo nguyên tắc đối lưu. Như vậy, mẫu nguyên liệu cần sấy sẽ được cấp nhiệt theo nguyên tắc đối lưu, khi đó động lực quá trình sấy là do sự chênh lệch áp suất hơi tại bề mặt nguyên liệu và sự chênh lệch ẩm tại bề mặt trung mặt và tâm của nguyên liệu. Sấy tiếp xúc là mẫu nguyên liệu cần sấy được đặt lên trên bề mặt đã được gia nhiệt
Nhờ đó mà nhiệt độ của nguyên liệu sẽ gia tăng và làm ẩm thêm nguyên liệu, sẽ bốc hơi và thoát ra môi trường bên ngoài. Mẫu nguyên liệu cần sấy sẽ được cấp nhiệt theo nguyên tắc dẫn nhiệt. Sấy bức xạ là nguồn nhiệt bức xạ được cung cấp cho mẫu nguyên liệu cần sấy. Nguồn bức xạ được sử dụng phổ biến hiện nay là tia hồng ngoại. Nguyên liệu sẽ hấp thụ năng lượng của tia hồng ngoại và nhiệt độ của nó sẽ tăng lên. Mẫu nguyên liệu được cấp nhiệt nhờ hiện tượng bức xạ. Sự thoát ẩm từ mẫu nguyên liệu ra môi trường bên ngoài sẽ ra nguyên tắc đối lưu, và nhiệt độ tại vùng bề mặt có thể cao hơn nhiệt độ tại tâm mẫu nguyên liệu từ 20 đến 50 độ C. Dạ cô là sấy bằng vi sóng và dòng điện cao tầng. Là vi sóng là những sóng điện cần có tần số 300 đến 300.000 mHz. Dưới tác dụng của vi sóng, các phân tử nước trong mẫu nguyên liệu cần sấy sẽ được chuyển động quay cực liên tục. Hiện tượng này làm phát sinh nhiệt và nhiệt độ của nhiệt liệu sẽ tăng. Khi đó, một số bộ phận từ nước tại vùng bề mặt của nguyên liệu sẽ bốc hơi. Còn sấy than hoa là mẫu nguyên liệu cần sấy trước tiên sẽ được đem đông lạnh để phân ẩm và trong nguyên liệu chuyển sang dạng rắn. Tiếp theo tại chân không và nâng nhẹ nhiệt độ để nước than hoa, tức nước sẽ chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái hơi mà không qua trạng thái lỏng. Dạ thưa cô, là mục đích công nghệ của phạm vi thực hiện khai thác là quá trình sấy tách bớt hơi nước ra khỏi nguyên liệu, do đó hàm lượng của chất dinh dưỡng trong một đơn vị khối lượng sản phẩm sấy sẽ tăng lên. Quá trình sấy có mục đích công nghệ là khai thác vì nó làm tăng hàm lượng của các chất dinh dưỡng trong đơn vị khối lượng của sản phẩm. Chế biến, quá trình sấy làm biến đổi nguyên liệu và tạo ra nhiều tính chất đặc trưng của sản phẩm. Bảo quản, quá trình sấy làm giảm giá trị hoạt động nước trong nguyên liệu nên ức chế hệ vi sinh vật và một số enzyme giúp kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm. Ngoài ra, trong một số trường hợp sử dụng nhiệt độ sấy tác nhân khá cao thì một số vi sinh vật và enzyme trong nguyên liệu sẽ bị vô hoạt bởi nhiệt. Hoàn thiện là quá trình sấy có thể làm cải thiện một vài chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm. Các yếu tố của ảnh hưởng sấy là nhiệt độ tác nhân. Do nhiệt độ tác nhân sấy là trong phương pháp sấy đối lưu, khi tăng nhiệt độ tác nhân sấy thì tốc độ sấy sẽ tăng cao, đó là tốc độ truyền nhiệt gia tăng. Còn độ ẩm tương đối của tác nhân sấy là khi tăng độ ẩm tương đối của tác nhân sấy thì thời gian sấy sẽ kéo dài. Tốc độ tác nhân sấy, tốc độ tác nhân sấy là trong phương pháp sấy đối lưu, tốc độ tác nhân sấy sẽ ảnh hưởng đến thời gian sấy. Sự bốc hơi từ nước và bề mặt nguyên liệu sẽ diễn ra nhanh hơn khi tốc độ truyền khói được tăng cường nhờ sự đối lưu, tức là tốc độ của tác nhân sấy được gia tăng. Áp lực, áp suất không khí trong buồng sấy sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của nước trong nguyên liệu cần sấy. Khi sấy trong điều kiện chân không, do áp suất hơi của không khí giảm nên quá trình sấy diễn ra nhanh hơn. Các biến động nhiên liệu vật lý trong quá trình sấy sẽ xuất hiện gradient nhiệt trong nguyên liệu, các tính chất vật lý của nhiên liệu sẽ thay đổi như hình dạng, kích thước, khối lượng, vân vân, hóa học. Khi tăng nhiệt độ thì tốc độ của phản ứng hóa học sẽ tăng, do đó quá trình sấy sẽ xảy ra nhiều phản ứng hóa học khác nhau trong nguyên liệu. Những biến đổi hóa học có thể ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm sấy. Phản ứng oxy hóa, vitamin C, cholesterol, chất béo, polyphenol, vân vân. Phản ứng thị phân trong giai đoạn đầu của quá trình sấy, nếu độ ẩm nguyên liệu cao, phản ứng Malan và một số phản ứng khác. Thì đây là một số thiết bị về thiết bị sấy, là có thiết bị sấy thùng quay và thiết bị sấy khay. Sấy thùng quay là
hầm. Và có thiết bị thứ ba là hầm sấy. Và thiết bị sấy với lớp nguyên liệu trong trạng thái xáo trộn. À, tiếp theo tới quá trình chiên là bạn Thảo. Cô là chiên là một quá trình xử lý thực phẩm trong dầu béo ở nhiệt độ cao. Khi đó chất béo vừa là tác nhân gia nhiệt, vừa là thành phần của thực phẩm sau khi chiên. Quá trình chiên được sử dụng rất phổ biến trong các bếp ăn gia đình và nhà hàng. Sản phẩm chiên từ lâu đã trở nên quen thuộc với mọi người. Vì lý do là chất béo dễ bị biến đổi trong quá trình chế biến bảo quản, thì người ta sẽ dựa vào các chỉ tiêu sau để đánh giá chất lượng của chất béo. Đầu tiên là chỉ số axit, là số miligam KOH cần thiết để trung hòa các axit béo tự do có trong 1 gram chất béo. Thì chỉ số axit càng cao, chất béo càng dễ bị hư hỏng do các axit béo tự do rất dễ bị biến đổi, đặc biệt là khi có mặt của oxy. Tiếp theo là chỉ số iod, là số gram iod có thể kết hợp với các triglyceride không no có trong 100 gram chất béo. Chỉ số iod càng cao thì chất béo càng khó bảo quản và càng dễ bị hư hỏng do các axit béo không no, dễ bị oxy hóa hơn các axit béo no. Và cuối cùng là chỉ số peroxid. Nó đặc trưng cho mức độ oxy hóa của chất béo, nó thể hiện mức độ oxy hóa của dầu. Chỉ số peroxid càng cao thì mức độ hư hỏng của chất béo càng nặng. Các loại dầu được sử dụng trong quá trình chiên thì nhóm em tìm hiểu gồm có 3 loại. Đầu tiên là dầu thực vật. Loại được sử dụng phổ biến nhất là dầu đậu nành. Nó có hàm lượng lipid từ 12 đến 15% và protein lên đến 40%. Tiếp theo là dầu đậu phộng. Nó có nhiều protein và có màu vàng nhạt. Một loại dầu từ thực vật nữa là dầu dừa. Có màu vàng nhạt, nhiệt độ đông đặc thấp và có một mùi thơm đặc trưng. Dầu cọ, đây là loại dầu được ít được sử dụng hơn. Nó được ép từ quả cọ và nhân cọ. Tiếp theo là mỡ động vật. Nó cũng được sử dụng phổ biến như là dầu thực vật. Tuy nhiên thì nó chứa cái mức độ axit béo bão hòa cao hơn và có thể hóa rắn ở nhiệt độ thường. Mỡ động vật thô thì nó sẽ chứa lượng cholesterol cao gấp 100 đến 150 lần so với dầu thực vật. Và cuối cùng là statin. Các đối tượng lương thực được sử dụng cho quá trình chiên là thường là thủy sản, mì ăn liền, bên cạnh đó là trái cây hoặc là các loại củ và tinh bột như là khoai lang, khoai tây, chuối. Những sản phẩm này có tên gọi chung thường là chip hoặc là bánh xì nách. Mục đích công nghệ của quá trình chiên, đầu tiên là mục đích chế biến. Quá trình chiên có tác dụng làm chín sản phẩm. Ngoài ra thì khi chiên, nó sẽ làm tăng giá trị cảm quan của sản phẩm. Với hình ảnh dưới đây là hình cái đùi gà sau khi chiên, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có màu sắc hấp dẫn hơn. Nó sẽ tạo cho cái lớp ngoài của cái đùi gà này cái độ giòn. Và khi mà chúng ta chiên, nó sẽ tạo ra cái mùi thơm hơn. Tiếp theo là mục đích bảo quản. Quá trình chiên có tác dụng làm giảm độ ẩm của lớp bề mặt bao xung quanh thực phẩm, hạn chế sự xâm nhập và phát triển của vi sinh vật từ môi trường bên ngoài nhiễm vào trong thực phẩm. Các biến đổi của trong quá trình chiên, đầu tiên là biến đổi của nguyên liệu về vật lý, làm cho thể tích và tỷ trọng của nguyên liệu bị thay đổi tùy theo thành phần hóa học và cấu trúc của nguyên liệu, mà thể tích của nguyên liệu có thể tăng hoặc là giảm sau khi chiên. Là do khi chiên, nước trong nguyên liệu nó sẽ bị thoát ra bên ngoài. Đối với rau củ là khoảng từ 30 đến 50%, do đó hàm lượng chất khô tăng lên. Ngoài ra thì trong quá trình chiên đó thì nguyên liệu cũng sẽ hấp thu dầu mỡ trên sản phẩm. Ví dụ như là trong quá trình xào rau thì các lượng dầu thấm vào sẽ là 10 đến 13%. Đối với các loại thực phẩm như là cá viên chiên hay là bánh phồng thì sau khi chiên chúng ta đều có thể thấy rằng là các kích thước của nó to hơn nhiều so với trước khi đem đi chiên. Biến đổi hóa học thì trong cái quá trình chiên ở nhiệt độ cao thì nó sẽ làm thúc đẩy nhiều phản ứng hóa học xảy ra, trong đó hai phản ứng hóa học quan trọng và ảnh hưởng đến thực phẩm đó là phản ứng Maillard và phản ứng caramel hóa. Nó làm cho thực phẩm chiên và cái dầu chiên nó có màu sậm dần. Về biến đổi hóa lý
Thì trong quá trình chiên, nhiệt độ cao sẽ làm cho nước trong thực phẩm chuyển pha. Hiện tượng này làm cho thực phẩm sau khi chiên có độ ẩm thấp hơn trước khi chiên. Một biến đổi hóa lý quan trọng khác là sự đông tụ protein. Ví dụ như là albumin trong lòng trắng trứng sẽ bị đông tụ trong quá trình chiên. Biến đổi cuối cùng là sinh học và hóa sinh. Nhiệt độ chiên cao sẽ làm cho vô hoạt bất thuần nghịch các enzyme. Do đó, sự trao đổi của các tế bào sẽ bị dừng lại. Quá trình chiên nó sẽ làm giảm mật độ vi sinh vật trong thực phẩm. Tuy nhiên, cái mức độ giảm nó sẽ phụ thuộc vào giá trị nhiệt độ và thời gian chiên. Và đây nó không tuyệt đối được là sẽ đảm bảo là tiêu diệt hết vi sinh vật. Vì thực phẩm sau khi chiên vẫn có thể bị tái nhiễm lại vi sinh vật, đặc biệt là trong giai đoạn làm nguội sản phẩm. Các biến đổi của dầu chiên, đầu tiên là cái phản ứng thủy phân, là sự có mặt của nước ở trong cái thực phẩm mình đem đi chiên, nó sẽ làm xảy ra phản ứng thủy phân chất béo trong quá trình chiên. Các triglycerides sẽ bị thủy phân và lần lượt tạo ra các sản phẩm diglycerides, monoglycerides, rồi đến lysergon và các axit béo tự do. Các axit béo tự do rất dễ bị oxy hóa, làm thay đổi sâu sắc giá trị dinh dưỡng và cảm quan của chất béo. Do đó, phản ứng thủy phân triglycerides có thể xem là giai đoạn đầu trong quá trình chất béo bị hư hỏng. Về phần phản ứng oxy hóa thì các sản phẩm oxy hóa bột ngọt như là... Em ơi, cô ngắt lời một xíu em ơi. Bài của nhóm còn dài không em? Dạ, một tí nữa hả cô? Tại vì quá giờ rồi ấy. Dạ. Em còn quay cái slide nữa. Dạ. Tầm 3-4 slide nữa hả cô? Nếu thế thì mình dừng ở đây xong rồi bữa sau các bạn thuyết trình nốt phần còn lại nhé. Tại vì còn liên quan đến cái nhóm học sau ấy. Dạ. Rồi những cái câu hỏi cho nhóm thì mình cũng sẽ hỏi trong buổi hôm sau. Các bạn dừng ở đây, còn nhóm số 10 à, các bạn trả lời cái phần câu hỏi qua Facebook á, xong rồi gửi lên trên group lớp, tại vì mình không có đủ thời gian nữa các bạn. Dạ. Cô lớp nghỉ đi nha.